Mến chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Vườn Xứ Trúc Ly nha. Hôm nay con xin giới thiệu cô chú anh chị lô thanh lý nha. Lô này là củ sẹo nha cô chú anh chị. Lưu ý là củ sẹo nha, củ sẹo đã lành nha. 4 cây này con bán 200.000, phí ship người mua chịu dùm con. Vườn con gửi xe Tô Châu, xe Phương Trang với ship nhỏ cây Việt theo á. Vườn con thì ở xã Long Hưng Nga, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp nha. Bốn cây này thì củ nó sẹo mà đã làm tới cây nào thì con nói sẹo chỗ nào cho cô chú anh chị mình thấy nha. Cô chú anh chị mà chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ vườn với nha. Vườn con thì lên clip lúc 11:30 á. Vườn con luôn luôn cập nhật mấy giống mới nha cô chú anh chị. Cây thứ nhất là cây phương mai nha. Cây này sẹo ngậm dưới là không thấy. Đây là cái sẹo chỗ này nè. Sẹo này thì lạnh rồi nha cô chú anh chị. Phương mai hoa rất là nét luôn á. Cây này nè. Tốt luôn á. Cực kỳ tốt luôn. 2, 4, 6, 8, 10 bo luôn á. Cây này mình trồng sâu quá là mình không có thấy cái sẹo. Nữa nó ra rễ chỗ này rồi á. Thì nó giống như mình làm rễ thôi hả. Chứ không có gì hết trơn á. Cây thứ hai là cây hoàng lan nha. Cây này 2, 4, 6 bo nha cô chú anh chị. Cây này bị ốc cạp nha. Nó cũng lành rồi, nó không có gì hết trơn á. Cạp nhìn cái củ nó không có được ấy thôi à. Không có được đẹp cho lắm. Mà củ khỏe bình thường nha. Cây thứ ba là cây ngọc hiển. Lô này hai cây màu vàng luôn nè. Ngọc hiển cũng màu vàng. Này sẹo đây nha. Sẹo đã lành nha cô chú anh chị. Ở đây. Hiển này 5 bo nha. Cây thứ tư là cây vân quế 13. 2, 4, 6 bò. Sẹo ở đây nha. Sẹo đã lành nha. Con quế 13 có hương thơm nha chú anh chị. 4 cây này là con bán nguyên lô nha. Nguyên lô là 4 cây 200.000. Phí ship đừng mua chịu dùm con nha. Cô chú anh chị mà sưu tầm màu á. Cái này mấy màu đẹp đẹp không nào, 4 màu đẹp không à. Cái tầm màu thì alo số điện thoại của con nha. Đây là củ khỏe bình thường nha cô chú anh chị. Này mình về mình mua về mình lấy bo mình ghép cũng ngon nữa. Vườn con có bán luôn nguyên liệu nha. Nếu cô chú anh chị mình lấy nguyên liệu thì alo số điện thoại của con nha. Cảm ơn cô chú anh chị ủng hộ vườn con nha.